see on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Ein harter Kraftbefehl haben wir. Mitspielen? Nein, nicht raus, nicht Base, komm mitspielen. Hallo? Klett! 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 Wait, der ist Level 6. Nein, Mama! Don't hurt me! My goodness! Let's go! Change the evolution. Once you shake the ground, you feel it moving.
I'm supposed to be. I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Oh my lord. If there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling yeah. Ah! Yeah. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life. Ah. What the fuck is wrong with you? And he's dead! If there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? BOSS Box chính thức sở hữu bản quyền phát sóng LCK tại Việt Nam, đưa giải đấu Liên minh huyền thoại Hàn Quốc trở lại YouTube. Hồi đầu năm 2020, cộng đồng fan Liên minh huyền thoại châu Á đã chứng kiến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt rất lớn khi giải đấu LCK mùa xuân 2021 chính thức rút khỏi nền tảng YouTube. Toàn bộ bản quyền phát sóng Global của giải đấu được chuyển sang Twitch. Sở dĩ nói sự thay đổi này ảnh hưởng nhiều tới fan châu Á vì YouTube từ trước đến nay vốn là nền tảng phát sóng phổ biến bậc nhất tại châu lục này, không tính Trung Quốc, nhờ tính dễ tiếp cận của nó. Việc LCK chia tay YouTube đã khiến cho không ít fan Hàn Quốc và fan nước ngoài cảm thấy đôi chút bất tiện khi theo dõi giải đấu LCK. Còn với Twitch, đây là nền tảng phát sóng phổ biến đối với người hâm mộ phương Tây và điều đó giúp cho việc theo dõi giải đấu LCK, một trong hai giải đấu liên minh huyền thoại hấp dẫn nhất thế giới, trở nên dễ dàng hơn với khán giả nơi đây. Đối với người hâm mộ Liên minh huyền thoại Việt Nam, sự chia ly này thậm chí còn đến sớm hơn. Kể từ thời điểm VETV không còn gia hạn bản quyền phát sóng LCK, kể từ giải mùa xuân 2019, thì fan Việt cũng không còn được theo dõi giải đấu này thông qua bình luận tuyến Việt mà phải tìm đến kênh tiếng Anh. Trên thực tế, nhu cầu được trải nghiệm những trận đấu đỉnh cao của LCK theo cách đơn giản và dễ tiếp cận nhất vẫn là khát khao của rất nhiều game thủ Việt. Nắm bắt được điều đó, mới đây, BOSS Box đã mang về một tin không thể vui hơn cho những người hâm mộ LCK tại Việt Nam khi chính thức công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu LCK bằng tiếng Việt. Với việc BOSS Box mua thành công bản quyền phát sóng với giải đấu này, LCK sẽ được phát sóng với 7 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Và quan trọng hơn, LCK tiếng Việt sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng YouTube. Đây là một bước tiến đáng kể trong việc đưa các giải đấu lớn của Liên minh huyền thoại thế giới phổ cập tại Việt Nam. Trước đó, người hâm mộ Liên minh huyền thoại trong nước đã có dịp trải nghiệm những trận đấu đỉnh cao tại LPL với phần bình luận của các bình luận viên gạo cội của Xbox Việt.
và vào ngày 9 tháng 6 tới, tức là ngày khởi tranh LCK mùa hè 2021, người hâm mộ sẽ có lần đầu tiên sau 3 năm được lắng nghe phần bình luận tiếng Việt trên sóng trực tiếp của LCK tại nền tảng YouTube. Một trải nghiệm cũng không kém phần hoài niệm. Theo thông tin nhận được, nhiều khả năng bình luận viên Văn Tùng sẽ là một trong những người cầm mic chính của kênh LCK tiếng Việt. Và vì vậy, các fan Liên Minh Huyền Thoại sẽ không có lý do gì phải lo lắng về vấn đề chất lượng bình luận hay kiến thức chuyên sâu liên quan tới giải đấu này. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!